Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ các buổi phát cơm của bếp ăn của cô Cường ở cửa Bắc của chợ Bến Thành. Trong hình ảnh là mọi người đang xếp hàng để chuẩn bị đợi. Mỗi người sẽ nhận một chai nước suối và một phần thức ăn mặn do bếp của cô Cường nấu. Mặc dù lúc này thì tình hình ở Sài Gòn kinh tế khó khăn, công nhân thì thất nghiệp, khách du lịch thì không có nhiều, cái làn sóng sang trả mặt bằng cũng như là tháo chạy của các công ty nước ngoài diễn ra mỗi ngày và lan rộng ra cả những vùng ven. Tuy nhiên thì với cái nghĩa tình, với một cái tấm lòng bao dung quảng đại, chia sẻ với những người khó khăn hơn, thì bếp cơm cô Cường thỉnh thoảng vẫn làm những các cái phần thức ăn để giúp đỡ bà con nghèo ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng xem video clip. Một cái nha quý vị. Còn phòng ơi chị ơi. Dạ chị. Không có đổi. Chị. Giờ phát từ thiện còn đổi gì vậy? Đổi lại đi ăn kia mua. Vì dọn xe cho bánh xe. Có từ thiện mà chị còn đổi nữa. Thôi lại xung quanh có đi được mày. Xếp hàng chị ơi. Coi coi. Ơi. Vô mà xếp bàn. Không có lịch sự. Bộ bằng cái nước đây. Đây rồi đi ra. Đó, xếp bàn, biết xếp bàn không? Biết xếp bàn ra sao? Rồi đó, người ta xếp bàn rồi. Kêu người ta ra lẹ lên. Ổng kêu người ta ra lấy luôn. Mẹ nó
cơm đi. Anh lấy đại đi chị ơi. Lấy đại đi trời ơi. Mà chán chọt lẻ lên. Chai thôi, đưa chai thôi. Hai hộp lấy chai thôi. Lấy đại đi chị, lấy đại đi. Lấy đi, vô lấy đi, vô lấy. Cho đại hai phần đúng không? Vô, vô. Rồi lấy luôn. Nè, nè. Chai thôi. Rồi. Chia ngượng phần đi. Không thôi. Rồi chia nhau sống rồi. Lấy 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 r